Vì sao người Nhật Bản không ngủ giường? Thói quen không nằm ngủ trên giường của người Nhật thậm chí có tên riêng là văn hóa sàn hoặc là văn hóa tatami. Đầu tiên là do họ tận dụng không gian. Ở các thành phố của Nhật Bản, giá đất thường cao mà mật độ dân cư khá đông nên các ngôi nhà thường được thiết kế khá nhỏ. Vì vậy, người dân Nhật phải tận dụng không gian một cách triệt để. Chẳng hạn biến phòng khách thành phòng ngủ chỉ bằng một chiếc nệm bông trải xuống sàn nhà một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hơn nữa, giường ngủ không cần thiết vì nếu kê giường ngủ vào trong không gian nhà nhỏ thì sẽ chiếm khá nhiều diện tích. Thứ hai là đảm bảo cho trẻ nhỏ. Khi nằm trên những chiếc đệm trải xuống sàn, trẻ nhỏ sẽ không lăn khỏi giường, ngã hoặc là va vào thanh giường. Việc nằm trên sàn sẽ vô cùng an toàn với các bé và phụ huynh không còn phải lo lắng nhiều. Thứ ba là dễ nhận biết động đất. Mỗi năm, Nhật Bản trải qua khoảng 1.500 trận động đất. Vì nằm ở vị trí giao nhau giữa hai mảng kiến tạo chính nên Nhật Bản thường xuyên xảy ra những trận động đất lớn nhỏ. Bởi vậy, việc nằm ngủ trên sàn giúp người Nhật Bản dễ cảm nhận được biến động dưới đất nền và từ đó có thể tìm chỗ trú ẩn ngay lập tức. Hơn nữa, việc thoát thân sẽ nhanh hơn nếu trong nhà không có nhiều đồ đạc. Thứ tư là tiết kiệm. Một lý do nữa là người Nhật Bản không nằm ngủ trên giường vì sự tiết kiệm tài chính. Tức là thay vì mua một chiếc giường, chỉ cần đầu tư vào chiếc chiếu vào mùa hè và chăn, đệm vào mùa đông, chưa kể mua giường còn phải tốn thêm tiền sửa chữa thiết kế giường. Thứ năm là tốt cho sức khỏe. Ngủ trên một bề mặt phẳng cứng có thể làm giảm bớt cơn đau lưng đeo bám trong nhiều năm, trong khi ngủ trên một chiếc giường mềm tuy là mang lại cảm giác thoải mái nhưng qua thời gian, chiếc đệm đó có thể bị lún, dẫn tới cột sống bị cong và gây đau lưng. Như vậy, việc ngủ trên sàn giữ cho cột sống được thẳng, đồng thời ngăn cơ thể bị ép vào một vị trí không tự nhiên. Nếu bạn ngủ đúng tư thế và cột sống được hỗ trợ khi ngủ trên sàn, bạn sẽ giữ được lưng thẳng suốt cả ngày, còn nếu cột sống phải cong theo bề mặt nằm, chắc chắn việc ngủ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bạn và làm thay đổi hình dáng cột sống. Lưu ý việc này có thể dẫn đến dáng đi bị gù hoặc là còng lưng. Nằm ngủ trên sàn nhà còn có tác dụng tăng cường lưu lượng máu. Với tư thế nằm ngửa, thói quen ngủ này sẽ giúp tăng cường tình trạng tê và ngứa ràng do máu lưu thông kém. Nếu cuộn tròn hay nằm sấp trên nệm, lưu lượng máu có thể kém lưu thông, gây tê bì, ngứa chân tay, thậm chí nặng hơn còn có thể gây ra các vấn đề về tim mạch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.